có nhiều người nói á, cái quyển sách này rất là khô khan, không có nhiều người mà khó có thể tiếp cận được với quyển sách. Nhưng mà riêng mình sau khi mà mình đọc xong á, mình cảm thấy là à, tuổi trẻ của người ta như thế, nhiều màu sắc như vậy, thấy còn tuổi trẻ của mình thì như thế nào, tuổi trẻ của mình đang ở đâu, thì mình thấy là các bạn nên mua cuốn sách này, đọc nó và các bạn sẽ biết được mốc dừng của tuổi trẻ là không bao giờ có. Mình đã đọc thử vài trang trong cuốn sách mà bạn mình đã tặng và mình đã thấy bản thân mình trong cuốn sách đó, nên mình đã quyết định đọc những trang còn lại để xem tuổi trẻ của mình đáng giá bao nhiêu trong cuộc sống. Cảm ơn Rosie rất nhiều khi đã mang lại cho mình những trải nghiệm thực sự thú vị, và khi được truyền kinh nghiệm qua đó giúp mình có thể tự tin nhận ra bản thân của mình. Tự tin, bản lĩnh và đầy nhiệt huyết là ba từ mà mình có thể cảm nhận được khi đọc tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu. Mình rất mong có thể tặng quyển sách này đến với những người thân thương, bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp, để họ cùng nhau bật dậy những công thức tiềm năng trong bản thân và cùng nhau dám tự tin xây dựng những hoài bão phía trước. Một lần nữa, xin cảm ơn Rosie.